xanh biển á. Để tí tìm. Nhiều việc quá chạy không kịp luôn ấy. Vừa hàng cho xỉ rồi là các kiểu luôn, đâm ra là tôi không 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 có thời gian để tìm theo yêu cầu của mọi người ấy. Đâm ra là cứ nên like cho nó nhanh. Ô sao, hình như là mình bị hẹn nhầm giờ hay sao ấy. Giờ lại thấy được có 5 người này. Mọi người ơi, chia sẻ bài cho em nha. Dị quá, nó cồng cà cồng kềnh á. Đã nai đâu. Giờ vứt xó rồi, giờ lại đang muốn nai cái đồ nhăn 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 nó cứ nát nha nát nhát lên, nhiều bực hết của mình lên luôn ấy. Lần đầu tiên mở cái kiện này nhưng mà thấy ôi dồi ôi, chắc là bảo là thôi từ sau chẳng có dám mở nữa, là lắp nha lắp nhát thì chán cả người luôn. Một cái giỏ như thế này là tất, xong lại một cái giỏ cao như thế này là yếm này, xong lại mũ này, xong lại quần bím. Nhặt nhặt đến sái hết cả mắt ra luôn, cả buổi chiều nay buổi chán đời luôn. Bà nào xem được chấm bài cho em đi mọi người ơi. Bỉ má sao à, điệu quá điệu, sao tí nữa chồng tớ xuống xong 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 rồi ông lên bê ra rồi nai, tại vì tớ vứt một xó bây giờ cứ nai tạm những cái đồ lằng nhằng trước nha. Mọi người muốn nai cái gì trước mọi người? Muốn nai tại vì em phân loại hết rồi. Chăn riêng này, mà cái bọc điệu riêng này, bỉm riêng này, yếm riêng, tất riêng, mũ riêng, nói chung là gì vậy? Lọc hết rồi, mỗi thứ một loại rồi, thế đâm ra là like cho nó nhanh, thế đâm ra là bạn nào thích like cái gì trước này em sẽ like cái đấy trước cho nó dễ, chứ không bây giờ ngồi bật kiện lật 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 lên xong bắt đầu tìm ôi rồi hết hơi luôn. Có cả kén ngủ nữa nhưng mà chẳng hiểu cái kén em vứt đâu hết ấy. Rồi cái này là của ai nhỉ, quên mất rồi. Mũ hả? Rồi ok, làm gió mũ ra like trước nhá. Nhiều lắm. Đây này, một giỏ luôn. Tha hồ liền luôn đấy. Có mấy cái con alo này chiều nay ai mua nhỉ? Đấy, có mấy cái con alo này vứt riêng ra, tại vì mấy cái con này là tới chụp ảnh. Thì đâm ra là bạn nào lấy thôi để gửi. Kén hả? Có kén đấy. Từ từ nhá, để tớ cuốn cái con alo này vào đã. Của cái bạn kia bạn nên mua bạn ít rồi. Nhưng bây giờ người thì mũ, người thì kén, thế này thì nán náo. Tốt nhất là cứ mũ trước đi, xong rồi đến kén sau nha. Rồi em lên like nha, lại còn có khẩu trang thế này. Ô, từ từ. Bạn nào xem được chấm bài cho em đi mọi người ơi. Rồi cái mũ này đẹp này. Từ từ đợi tớ một phút nhá. Bạn nào xem ở trên hội nhá, xem được chấm bài cho em nha mọi người nha. Tại vì xem nó có bị ẩn comment không ấy, xem nó có bị ẩn comment không. Nói chung là nhiều cái em thấy hay lắm, nhiều đồ sơ sinh. Nói chung là khui ra cũng thấy yêu yêu. Cháu biết bán có được lãi lời gì không nhưng mà cứ thấy yêu đã. Thì trước tiên là thấy yêu đã nha. Rồi nên một cái mũ trước này các bạn này. Chẳng biết vòng đầu bao nhiêu, chẳng thấy vòng đầu vòng điếc gì cái này. Cái này tầm cho bé 1 tuổi đổ lại nhé mọi người nha. Đây là. À,
này, tớ sẽ đi vào xen kẽ nhau cho, đi vào xen kẽ nhau nhá. Rồi cái mũ này nhá mọi người nhá, mũ này cho bé nào mà khoảng độ tầm 1 tuổi đổ xuống là mang vừa nhá, nó có một tí bẩn ở đây về các bạn vò lại nhá. Cái này nó không phải là vết ố nhá mọi người nhá, cái chấm đen đen này nó không phải vết ố đâu nha. Về vò nhẹ cái là nó hết nhá mọi người nhá, cứ tầm 1 tuổi đổ xuống là mang vừa cái mũ này nhá. Ai lấy cái mũ này nhá, chốt cho em mã chó. Hình con chó. Mái chó nhá mọi người nhá. Về vò lại cái mũ này là được nhá. Vò cái là sạch tinh, nó mới, độ mới của nó rất chi là cao luôn nha. Về vò lại là được nhá mọi người nhá. Phải không nhỉ? Hay mắt mình hoa không biết. Ôi chẳng biết đâu, con này nó cứ bẩn bẩn bán 20 này chẳng biết đâu. 20.000 nhá mọi người nhá. Ai lấy cái này nhá. Chốt em mái chó này. Có tất, bạn nào thích mua tất inbox qua nha, xong mai chứ tất không 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 nai từng đôi một ở đâu, bạn muốn lấy bao nhiêu đôi tất inbox qua xong là tới cho thấy có cả tất alo và lớp có hết luôn đấy. Đấy. Đấy nhá, bạn nào lấy chốt chó này. Đây là mũ ấy nhỉ. Em ơi mũ có vành á, mũ này là đồ sơ sinh làm gì có ấy đâu, nó làm gì thấy có vành vành đâu, cùng lắm thì nó chỉ điệu điệu như thế này thôi chứ làm gì thấy có vành có biết gì đâu. Chồng bây giờ đang đi tắm cho ba đứa con. Ui xong mai em kiểm tra cho, mai em kiểm tra tất cho xong mới báo được, nó nhiều lắm, một gió liền luôn ý, nhiều dã man liền luôn ý. Thế gì thấy nhiều luôn. Hồi đến nay nào. Ui, con này vứt ra đây đây. Từ từ đợi em cái nhá. Cả quần bó bím rồi các kiểu luôn nha mọi người nha. Để tớ sẽ nai xen kẽ từng cái, mỗi thứ một tí, không bây giờ mà cứ nai một thứ sao các bạn lại chán. Rồi nha, em đem một cái mũ cho bé gái nhá mọi người nhá. Này, mũ này bèo rất là xinh luôn này. Cái này yêu cực kỳ luôn nha. Đây xem cái gì đây. Rồi, cái này cho bé sơ sinh nha mọi người nhá. Cái này cho bé sơ sinh, con này hàng của Korea mới cứng luôn nha mọi người nhá. Mới tinh tình luôn, cái mũ này xinh cực kỳ luôn này. Cái này em bán 30.000 nhá. Bạn nào lấy cái này nhá, chốt em mã 30 này. Đẹp cực kỳ luôn, mới tinh luôn nha. Cho bé sơ sinh nha mọi người nhá. Bạn nào có bé sơ sinh lấy về cho bé này. Đẹp cực luôn. Đấy. 30.000 nha, cho bé nhỏ thôi nha mọi người nha, bé sơ sinh thôi ấy. Bạn nào lấy chốt mã 30 cho em này. Mà em bảo nhá, cái quần bò bỉm này nhá, làm luôn một set 10 cái luôn đấy cho nó dễ nhá, chứ nai một cái này lâu lắm. Không 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 nai một cái một đâu. Sau tí em không nai một cái một đâu, nai hết luôn ấy. Rồi, một cái mũ chó này. Lại một cái mũ chó nữa nha. Cái mũ này là size cho bé nào mà khoảng độ tầm 12 13 cân nha các bạn nhá. 12 13 cân đổ xuống mang vừa cái mũ chó này nhá. 30.000 bạn nào đấy chốt cho em má xanh này. Má xanh. Mọi người không thích mũ à? Không thích mũ em nay khác cho em nay kén cho. Ai thích kén em nay kén cho. Chứ không ngày nay cái này các bạn không thích cơ. Các bạn toàn hóng điệu sao, điệu có hai mấy cái thôi à. Ở đây nó gối à? Chứ cái kén vứt đâu chứ? Đây là gối các bạn. Đẹp lắm. Đây. Đây. Có cái em có cái body nha các bạn nhá. Cái này là con này hàng hiệu của Cutter này. Cái này là cái túi nhá mọi người, nó như là cái túi ngủ ấy cho chân vào đây này. Đấy, gọi như cái kén luôn cho nó nhanh đi. Cái này 10 cân đổ xuống là mang vừa nhá mọi người nhá. 10 cân đổ xuống là mang vừa cái túi ngủ này nhá. Bạn nào lấy cái này nhá, chốt cho em má túi này. Xinh cực kỳ luôn, mới cứng luôn nha mọi người nha. Má túi cho em nha, 40.000 má túi nhá, điệu phải đợi nha các bạn nhá. Bị điệu một lúc nữa, chồng tôi tắm xong cho con xong ấy. Ờ, các bạn ấy ít mất ảnh rồi. Đấy, bạn nào lấy cho em chốt cho em nha, 40.000 má túi này mới tinh tinh tình luôn nha. Mà em chưa nai đồ sơ sinh bao giờ đâu, nên em chẳng biết cái những cái này là cái gì đâu. Em trông nó giống như cái kén nhưng em cũng không biết nó là cái gì đâu. Bây giờ hỏi các bạn nhé, nó là cái gì thì nai thôi nhưng còn không biết nó là cái gì đâu. Thế cái này là cái gì hả mọi người? Thấy nó cứ dính như này nhưng mà không biết nó là cái gì đâu. Đấy, em thấy nó cứ dán sang, chẳng chịt sang hai bên như thế này này. Đấy, nó nằng nhằng sang thế này này, chẳng biết nó là cái gì đâu. Đây là cái gì hả mọi người? Trông giống như cái kén nhưng em cũng không biết nó là cái gì đâu. Giờ cũng vừa bán vừa hỏi mọi người thôi, cái này không biết. Không biết nó là cái gì. Bạn nào bán đồ sơ sinh rồi, quen rồi thì bảo em cái nhá. Em thấy cái này có mấy cái liền luôn, không biết nó là cái gì luôn. À, cái kén hả? Không biết luôn nha, cái kén cho bé này.
kén sơ sinh cho bé nhé mọi người nha, 25.000 một cái này, ai lấy cái này thì chốt sọc cho em nha. Ừ, tôi không biết đâu, không biết cái này đâu, 25.000 một cái nha, chốt sọc này. Đây nha, con này thì chốt ong này, chốt ong này. Kén có khóa, chốt ong này, không biết đâu. Con này nó dán này, cái này thì chốt hồng cho em, cái này là cái quái gì ấy, thì như cũng vẫn là kén hay sao này. Đấy, chẳng biết nó là cái gì đâu đây này, đấy. Cái này thì hồng này. Đây, có một cái có kéo khóa này. Cái này nó đút tay như thế này này. Cái kén này thì đút tay đây này. Rồi, cái kén này nó kéo khóa nhá mọi người nhá. Kéo khóa này. Đây, bạn nào lấy cái này thì chốt khóa cho em. Nhưng cái con này nó bị bẩn ở trên chỗ này. Về phải giặt lại nhá mọi người nhá. 20.000 này, bạn nào lấy chốt khóa cho em này. Của nợ này chẳng nai bây giờ chẳng cần biết này. Cái này chốt ô tô cho em nha. Cái kén này thì chốt ô tô này. Những cái con này nó hay bị bẩn lắm. Những cái đồ sơ sinh này nó hay bị bẩn lắm. Không có đồ con trai 30 cân đâu em. Hôm nay toàn đồ sơ sinh rồi. Cái kén khóa này nó có chân có tay như thế này. Nhưng mà cái này nó bị bẩn nhá. Về phải giặt lại nha các bạn nhá. Đây này, nó bị bẩn ở chỗ này này. Về phải giặt lại cái này nhá. Đây nha, cái này nha. Bạn nào lấy cái này chốt hồng cho em này. Hồng cho em nha. Đó là có mấy cái thôi. Đây, cái này chốt chấm bi nha. Chốt má bi cho em này. Má bi cho em nha. Ô, cái con Ano này chiều nay em mua nhỉ. Không biết ra đây đã chẳng nhớ. Chị thấy em nhưng mà chị không biết là không có đồ ấy đâu. Em à, không có đồ đâu. Hôm nay cái kiện này nó là kiện sơ sinh mà không có đâu. Đây, cái này là cái bọc điệu nhá mọi người nhá. Cái bọc điệu alo nhá. Đây này, cái bọc điệu con alo nhá mọi người này. Đấy, cái này bán 90.000 nhá. Bạn nào lấy cái này nhá, chốt mã 90 cho em nhá. Nó là cái bọc điệu nên là có chốt, có chiếc như này này. Em không biết đâu này, đấy. Chắc là dính vào cái điệu. Những cái kén đấy, 25.000 một cái. Bạn muốn lấy cái nào thì lấy. Đây, cái này 90.000 nhá, ai lấy cái này nhá, chốt má 90 cho em nhá. Cái này của Alo Lắc nha, má 90. Cái mặt con này nó có một tí ti bẩn thế này, một chấm nhỏ thế này. Về các bạn chỉ cần giặt nhẹ cái này nó sạch nhá. Đấy, con Alo này 90 này. Cái này là cái bọc điệu nhá. Rồi chốt cho Trần Ngân này. Cái này thấy người ta bán tận trăm mấy ấy, 101, 102 đấy, mình bán 90.000 thôi. Đấy, có bạn nào thích bọc điệu này, em có rất nhiều bọc điệu luôn nhá. Nhưng cái bọc điệu này nó mới cứng luôn nha mọi người nha. Đây này, những cái bọc điệu này là toàn bộ là mới cứng hết luôn nha. Chốt chiếc là ngon lành, đây là để gần cho các bạn nhìn xem nha. Đồ mới của nó đảm bảo cho các bạn là mới rất là cao luôn nha. Rồi, cái bọc điệu này nhá, bạn nào lấy cái này chốt cho em, má xám nha. Má xám cho em, cái con này nó là hàng hiệu của gì đây này. Eleven hay sao ấy này. Đấy. Bạn nào lấy cái này chốt xám cho em nha, cái bọc điệu nha. Má xám cho em này, 70.000 má xám nha. Còn bạn nào mà muốn hóng điệu thì phải tí nữa nha. Đây, cái bọc điệu hình con gì đây này, con thỏ con chiếc gì đây này. Cái này có cả tai nha. Đây. Cái này có cả tai, cả thỏ này, có cả đầu luôn nha mọi người nha. Đấy, xinh cực kỳ luôn này. Cái này nhá, bạn nào lấy cái này chốt cho em má thỏ nhá. Má thỏ cho em này, 80.000 má thỏ nhá. 80.000 má thỏ này. Mày cái đồ. Mọi người toàn hóng điệu thôi à? Hóng điệu bây giờ thì này em phải đợi chứ đệ, chứ lại đích ấy được. Bạn nào thích tay quần quần bỉm không mọi người, quần bỏ bỉm ấy. Đây này. Quần bỏ bỉm như này này. Không, ờ rồi em bị ẩn á. Ôi giời, em bị ẩn comment nha mọi người. Bây giờ mới lại thấy này. Hóng quần áo chưa có đâu em. Kiện này không có quần áo đâu. Bích Liễu ơi, bạn chốt cái gì đấy? Tớ không thấy bạn chốt cái gì đâu nha. Hình như nó bị ẩn comment rồi. Nó bị ẩn comment rồi, tớ không thấy đâu. Chẳng chỉ thấy bảo là không thấy em à thôi, chứ còn không biết là lấy cái gì luôn đấy. Vân Oanh ơi, cái này nó là đồ sơ sinh mà, làm gì có cái gì bánh bèo đâu.
Nay này chán thì em chẳng biết like cái gì. Mấy cái kén đấy hả? Khóa với bi à? Đây bi đây. Ồ cảm ơn em nha. Ừ nó không đẩy mã đâu, thật ra tớ chẳng biết các bạn chốt cái gì luôn ý. Bạn này là bắn tên là gì nhỉ? Lại không thấy cả lấy mã. Ừ, bích liễu này. Khóa mấy bi à? Con này là mã hồng này. Đây con này mã khóa đây. Mã khóa này nó bị bẩn đấy nhá, về dần lại nha. Cái con bị bẩn này lấy 15.000 thôi nhá, về bạn giặt lại nhá. Đây này, trong kiện đây nó lẫn một cái áo nha các bạn nhá, size size 100 nha, nó lấp la lấp lánh bằng kim tuyến nhưng mà cái này chất vải của nó đẹp cực luôn nha. Trên cái áo nó toàn khắc cái mã số nha các bạn, như cái kiểu mã số nó lấp la lấp lánh nhưng mà chất đẹp lắm, nó không hề dặm một tí nào, đảm bảo nó không dặm mà mềm ruột luôn đấy, thích cực luôn. Con này size cho bạn nào mà tầm 13 kg đổ xuống nhá mọi người nhá. 13 kg đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em mã đen cho em nha. Mã đen cho em 30.000 mã đen, nó trong kiện nó lẫn có cái rồi. 30.000 mã đen nha. Thế đây các bạn thích thích lại điệu từ từ. Yếm á? À để tối nay yếm cho, yếm thì đầy cái thấy bánh bèo đầy luôn á. Bánh bèo đầy. Tất cũng có cả tất bèo nha. Trời ơi thấy nó cứ diêm 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 rúa rúa nhiều lắm. Thế đây để nay yếm này. Tao mà chẳng biết like cái gì cả. Rồi nha, rất là mới luôn nha mọi người nha. Mới cứng luôn nha. Này, cái này mới tinh tình luôn. Con này hàng hiệu luôn nha mọi người nhá. Này, hàng hiệu luôn, mới cứng luôn này. Ai lấy cái này chốt cho em mã hiêu nha. Mới cứng luôn này. 20.000 mã hiêu cho em nha. Con gấu là con gì? 20.000 mã hiêu nha. Tôi chẳng biết con gấu là con gì đâu. Thấy có cả bèo xòe 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 đó. Gâu của bạn Duyên nha. Này con vịt này xinh cực kỳ luôn nha. Vịt nhá, yếm vịt này. Con này cũng mới cứng luôn nha. Con này hàng hiệu của Disney luôn nha mọi người nha. Nó có hẳn một cái mỏ nó thò ra như thế này luôn này. Hẳn một cái mỏ luôn nha. Yếm này cực kỳ đẹp luôn này. Bạn nào lấy cái này chốt cho em mã hiệu nha. Áo alo á, áo alo bạn gì bạn ít mất từ chiều rồi. Cái này tên là Phương Duyên này. Hiệu nhá, chốt cho em mã hiệu nha. Mã hiệu cho em nha. Đẹp cực, 25.000 mã hiệu nha. Đây, 25.000 mã hiệu này. Mã hiệu chốt cho em mã hiệu nha. Đây này. Còn có cả cái bèo 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 này em không hiểu nó là cái gì, hay là cái quấn buộc buộc ở trên đầu. Phải cái này là hiệu của Trần Ngân nha, phải cái này là cái buộc đầu ở trên đỉnh đầu của trẻ con không mọi người. Đấy em đoán đoán nó là như vậy, thấy nó xinh lắm. 25.000 này, bạn nào lấy cái này chốt cho em mã buộc nha. 25.000 mã buộc này. Trần Ngân này. 25.000 này. Bạn nào lấy chốt cho em mã buộc này. Có cả mấy cái những cái bèo 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 yếm công tử này. Đây yếm công tử nha các bạn nha, nó có lơ ở cổ luôn đây này. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã sọc nha. Chốt cho em mã sọc là xinh cực kỳ luôn nha. Mã sọc cho em này, 25.000 mã sọc nha. Buộc này của Trần Ngân này. Con alo á, alo đấy bạn gì bạn ấy mua rồi. Sọc của Phương Nguyên này. Sọc của Phương Nguyên nha. Rồi, cái này nha. Cái này 20.000 nha, bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã đỏ nha. 20.000 mã đỏ này.
Yếm tam giác bạn nào thích thì báo nha. Đấy luôn này. Ô, có mấy cái xòe 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 như cái bèo bèo ở đâu nhỉ? Toàn yếm tam giác này. Lại thêm con hươu nữa này. Con hươu này nó hơi bẩn tí, về giặt lại cho em nhỉ. Cái chỗ này này nó bị một tấn bẩn tí nhá. Ai đấy này chốt hươu cho em 15.000 mã hươu cho em nha. 15.000 mã hươu nha. Ô, lúc chiều nay em thấy nó có một đống cái của con gái nó xinh ơi xinh cơ, nó bèo 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 á. Này cái này yêu lắm này. Cái này đẹp cực kỳ luôn nha. Này xinh ơi xinh luôn nha mọi người nhá. Ai lấy cái này chốt cho em mã xinh nha, cái này hàng hiệu luôn nha. Bà nào lấy cái này nhá, chốt cho em mã xinh nha. Đẹp dã man nhìn luôn này, mã xinh cho em nha. 25.000 mã xinh này. Con này quá đẹp luôn, các bạn về phối với áo cho bé hội sinh luôn. Mã xinh cho em nha. Bạn nào mà muốn lấy yếm tam giác này thì báo em nhá, nó mới lắm. Đây này, yếm này nữa này. Này, cái yếm này nhá, bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã yếm này, chốt cho em mã yếm nha. 25.000 mã yếm này. Xinh của Trần Ngân này, xinh này đẹp mà. Quá đẹp luôn. Có cả chân, cả ủm, cả nhiếp các kiểu luôn nha mọi người nhá. Bạn nào thích cái gì thì bảo cho, con này hiệu cái mỏ này, cái mỏ này. 25.000 mã hiệu cho em nha. 25.000 mã hiệu cho em nha. Yếm tam giác ấy nhiều lắm. Này. Mới tinh tình luôn, bạn nào thích yếm sau em nhặt bán qua bò cho nó dễ nha. Đây từ từ em thoát cái ở trên hội này ra xong để nhìn comment đây nó dễ. Cho nó dễ. Bán combo này cho nó dễ nhá mọi người nhá. Một con này, hai con này cho nó nhanh này. Ba con này. Bốn con này. Năm này. Sáu này. Bảy này. Ô, thế này thì phải con trai con gái chứ nhỉ? Ờ, combo cho nó nhanh nha, để làm set con gái nha, để mỗi con gái nha, con gái trước này, một chiếc này. Đấy nha. Hai chiếc này. Cái này ô tô con trai rồi. Hai chiếc này, cái này chó rồi, con trai rồi. Ba chiếc này. Cái này bẩn chút đi. Bốn chiếc này. Năm chiếc này. Sáu chiếc này, làm 10 cái một nha các bạn nha. Sáu chiếc này. Bảy chiếc này. Đùa một mình em làm nó lâu mà em chẳng bán cái này bao giờ. Lâu lắm các bạn đợi nhá. Bảy chiếc rồi. Cái này là con trai rồi. 8 chiếc này. Nhưng mà yếm con gái thì toàn yếm to thôi này. 8 chiếc này. 8 cái rồi, chả thấy cái nào nữa đâu. Giờ thấy cả sang cả những cái xẹt xẹt đấy. Có 8 cái thôi. Tạm thời là 8 cái này. Tám cái này nhá, 8 cái này 100.000 nhá. Bà nào lấy cái này nhá, chốt cho em mã 100 này, cho nó nhanh này. Toàn yếm to thôi nha, mới nha, mới mà sạch luôn nha. Tại vì em đọc được chiều rồi. 100.000 nha. Đây con trai này, một cái này. Hai cái này. Ba cái này. Bốn cái này. Năm cái này. Sáu cái này. Bảy cái này.
cái này. Cái này hình con voi này, 10 cái này. Mấy em chẳng bán hiếm bao giờ, chẳng biết bán thế đắt à? Chẳng bán bao giờ đâu mọi người ạ. Cái này bẩn rồi, 10 cái rồi nhỉ. Mười một cái này, cả cú nữa này các bạn này. 11 cái nha. Tại quên. Đấy, cái này nhá, 11 cái cho bé trai nha mọi người nha. Thôi, 100 nghìn này em chẳng bán bao giờ. Thôi em cứ bán 100 nghìn em chẳng biết đâu nha. Mới nha, mới tinh luôn đấy. 10 cái này 100 nghìn nhá. Còn cái con bé của bé gái như cân 10 cái này 100 nghìn nha. Tại vì em chẳng bán bao giờ em chẳng biết đâu. 100 nghìn nhá, bạn nào lấy cái này nha, chốt má 11 cái hay 10 cái gì đấy là 100 nghìn này. Còn cái của con gái cân nãy toàn cái to nha, cái này của bé gái toàn cái to nha mọi người nhá, 80 nghìn nha. Đấy, chẳng biết đâu, bán được, được chẳng được thôi. Bạn nào lấy cái nha, cái này cái của con gái nha, chốt cho em bé gái hoặc bé trai nha. Ơi em ơi, em hỏi gì chị đấy, tại chẳng bán này bao giờ chẳng biết. Tại thấy mọi người chắc bán trong 10.000 cái sao. Đoán thế. Em hỏi gì cứ nói đi, tại vì chị vẫn xem mà. Không. Bán cái của lọ lại chẳng biết cả biết bán. Cái này nhớ mọi người này. Cái hình con gì này chẳng biết cái gì này cho bé này. Cái này 20.000 này, bà nào lấy cái này nha, chốt cho em má bi này. 20.000 má bi nha. Cái này cho bé gái này. Hình như nó bị làm sao, có lấy bao nhiêu người xem mình chẳng biết bán, tụt hết người xem. Cái yếm gì này nó cứ xẹt như này nha mọi người nha. Cái này nha. Cái này nó hơi bẩn nha mọi người, về giặt lại nha. Cái này 10.000 mà nào đấy chốt em má sao này. Thầy bóc bóc cái điệu này, các bạn thích này điệu. Không thích những cái đồ này. Đây để em lấy điệu ra. Vứt hết rồi. Đây các bạn thích này điệu để em này điệu cho cái của lợ này. Chán lắm, chẳng biết này gì. Tật để bóc. Thì các bạn thích nài điệu thì để em nài điệu cho. Thì vứt sang cái góc này. Cái quần ấy là không được này. Không, các bạn ơi, có ai thích được, chẳng ai mua cả. Hay là mình đã bán đắt không biết. Thấy người ta bán quần bỉm cứ 5 cái là 140. Mình thì chẳng bán bao giờ, chẳng biết. Còn bạn nào xem điệu là chấm lên cho em nha. Bạn nào vừa hỏi điệu con chó này. À đâu, cái này là cái ngồi rồi, cái này là cái điệu gì nhỉ? Cái ngồi ấy. Cái kia bỏ ra hết rồi chứ. Hả? Cái bỏ hết rồi. Bạn nào lúc hỏi tớ điệu con chó ấy nhỉ? Còn xem không các bạn, còn xem không? Đây này. Bạn nào hỏi điệu con chó đây nhá. Cái này này em bảo này. Cái này nó hơi hơi gì nhỉ? Hơi móp cái này rồi nhá. Cái ngồi này nó hơi móp rồi nhá. Nhưng mà tất cả các chốt của nó nhá đều nào ok hết nhá. Nó rất là mới. Nó rất chi là mới luôn nha mọi người nhá. Nó cực kỳ mới luôn. Nó vẫn ok hết nhá. Đây em đóng chốt cho các bạn xem này. Những cái chốt này của nó này. Nón đẩy chứa cái lai chẳng ai mua cả, chẳng đã lai đâu. Đây là ấy, chốt của nó ngon lành hết nhá mọi người nha. Đây là cái bọc điệu à. Cái bọc điệu của nó hai bên đều ok nha. Nói chung là tất cả các chốt đều ok hết luôn này. Đấy, điệu con chó. Đây. Đấy, xinh cực kỳ luôn nha. Mỗi tội cái ngồi này của nó hơi óp về, các bạn sửa lại hoặc thay lại là được nha mọi người nhá. Nó có bán cái thay đấy, nó có bán cái thay ấy. Cái này rất là đẹp luôn, mới cứng luôn này, hiệu con chó này. Gọi hiệu con chó đây cho nhanh. Bà nào lấy cái điệu này nha, chốt cho em mã chó này. Nón còn, chị đã nay nón đâu. Nón còn nguyên, chứ ấp bán cái nào cả. Bà nào lấy cái này nha, chốt cho em mã chó nha. 150 mã chó nha mọi người nha. Về các bạn thay cái này đi là được. Hoặc để cái này cũng vẫn được mà.
về sửa nó đi là được nhá. Tất tần tật đều mới hết luôn nhỉ. Có mỗi cái đấy là nó người ta ép kiện đấy, những cái này này nó hay bị ép xuống đấy. Ai đấy thì chốt chó cho em này. Con chó đấy nó có cả cái này luôn này. Cái gì đây này, cái để đỡ ấy. Để đỡ đây này, cái cục đỡ nhá, nó có cả cái cục đỡ ở đây này các bạn nhá. Đây, nguyên một cái cục đỡ này, nó có cả chốt đều ngon lành hết nhá mọi người nhá. Cái cục đỡ này này. Không thích cục ngồi gì, thế thì bỏ cái con chó này ra cho. Còn bò bỉm má. Còn bò bỉm thấy mọi người vẫn bán 145 cái đây. 145 cái đây này, bạn có lấy thì tớ nhặt cho. Nhặt cho cái mới, bạn con trai hay con gái thì bảo tớ. Bạn có lấy là inbox qua cho tớ là lấy cái xám này đúng không? Đây. Cái xám này nó vẫn còn nguyên cả cái đỡ đầu đây này, còn nguyên, vẫn nguyên cái đỡ đầu đấy nha. Vẫn còn nguyên luôn, hiệu của nó đây này. Đây nha. Đây để tớ kiểm tra báo giá luôn cho bạn ok thì lấy nhá. Đây, cái phòng này này, cái quai này của nó vẫn còn phòng nguyên luôn nha mọi người nha. Vẫn còn phòng nguyên luôn. Để em kiểm tra cái chốt cho. Tại vì các bạn cứ hỏi, nhưng mà tớ bận lắm, tớ chẳng cả xem được. Cái chiều nay ấy, các bạn cứ hỏi nhiều nhưng mà tớ cũng không xem được. Ở đây, cái chốt, ở đây, chốt dưới này. Chốt là đều ngon lành hết nhá. Cái nên cái nào chị báo giá cái đấy nhá. Chốt là ngon lành hết này. Rồi tất cả các thứ đều ok hết nha. Đấy. Rồi. Cái này nhá. Cái này em bán 230 nha. Bạn nào lấy cái này chốt má 230 cho em nha. Cái này ngon lành hết, chẳng sao hết luôn nha mọi người nha. Tớ thấy là tớ xem ở trên hội ấy, thấy người ta like ấy, toàn bán hôm qua tớ xem nhiều lắm. Cả ngày hôm qua bảo là thôi mình lấy kiện sơ sinh này mình phải xem. Thế đâm ra là tớ có xem mà, xem người ta toàn thấy bán như vậy thôi. Toàn thấy trăm mấy một trăm tư bốn cái. Đây. Cái này nó vẫn có nguyên cả cái đỡ đỡ đây nha. Cái đỡ đầu có nguyên cả cái đỡ đầu này. Rồi cái này là vẫn còn nguyên luôn nha. Cái xốp xốp này, cái tay dịu này nó vẫn còn phồng luôn này. Cái chốt dưới này là vẫn còn nguyên nha. Thế chị cũng không biết rồi. Hôm qua chị thấy người ta cứ like một cái combo như thế này này. Nào quần bỏ bỉm ban ngày này. Nào cứ một 140 là không biết 5 chiếc à? Mấy chiếc nhỉ? 6 chiếc hay 5 chiếc nhỉ? 5 chiếc. Còn nếu mà cái quần đêm ý, quần bỏ bỉm đêm ý thì là thấy người ta nai là 100 mấy nhỉ bác nhỉ? 140 hay sao? 144 cái sao thì thế nào cũng chẳng đầy. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đây nhá, cái này những cái này là ngon lành hết nhá các bạn nhá. Cái này là đều ngon lành hết luôn này. Cái điệu này đều ngon lành hết luôn nha. Đều có cái đỡ đầu nha. Chẳng làm sao hết luôn nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã xanh này. Cực kỳ mới luôn nha mọi người nha. Mã xanh cho em này. Đấy. Nó chẳng làm sao hết luôn. Cái này không làm sao hết luôn nha. Mã xanh cho em này. Mã xanh cho em nha. 150 mã xanh này. Bán rẻ cho hết đi em. Chán cái của lợn nữa. Bán 150 mã xanh nha các bạn nha. Bán rẻ luôn đấy. Bạn nào thích mua ấy là mua nha. Đây con này cũng hàng hiệu luôn này. Đây này. Cái con này này hàng hiệu giống như điệu gì nhỉ? 360 đây này các bạn này. Đây này. Chiều nay các bạn nhiều người rất hỏi em cái điệu này luôn này. Mà cái điệu này này là mọi người là người ta bán toàn 5-600 nghìn một cái trở lên đến 1 triệu một cái đấy. Thấy các bạn ấy bảo em thế. Tại vì chiều nay em có bán mất cái rồi. Thì là các bạn ấy bảo là em bán quá rẻ luôn. Mà em bán công nhận em bán cái đấy quá rẻ luôn. Em nghĩ một tiếc. Đây nha. Đấy hàng gì điệu này. Đây nha. Rất nhiều ok luôn này. Đây. Đẹp cực kỳ luôn nha mọi người nha.
Nhưng cái con này em bảo nhá, nó bị bẩn tí ở bên trong này nhá, về các bạn giặt đi cái này là được nhá. Cái này là hàng hiệu đấy, người ta toàn bán 7-800, 6-7-800, 1 triệu một cái này đấy. Đấy, chiều nay em bán xong cho khách vào bảo em là em ơi em sao em bán cái đấy rẻ thế đấy. Mọi người còn bảo là sao lại bán rẻ thế, cái này chỗ chị toàn bán 1 triệu một cái. Ôi, chết, cắn vào tay rồi, à, cắn vào áo rồi. Đấy, chốt của nó đều ngon lành luôn nha. Đấy, đây bạn nào lấy cái điệu này nha, chốt cho em má xám hộ em nha. Má xám cho em nha, cái này nó bị bẩn nhá. Má xám cho em này, bán 250 này. Má xám này nó bị bẩn tí nhá, về vỏ lại cho em nha. Má xám 250 ạ. Người ta toàn bán 300-400 nghìn một cái điệu thôi. Những cái hiệu như thế này toàn bán 500-700 nghìn trở lên thôi. Mình chẳng biết bán, mình chốt bán rẻ. Đấy, điệu 360 đấy. Để chuẩn hàng hiệu luôn này. Ơ, băng dính đi đâu mất rồi nhỉ? Em ơi, tìm em cuộn băng dính nữa, đi đâu mất rồi? Rồi, xám này của Trang Hoài Anh này, 250 này. Có rồi. Chưa, ở đây này. Đây. Tiếp nữa này, con nữa đây này. Đây, con nữa đây nha các bạn nhá. Một con y như thế luôn này. Ờ đúng rồi, người ta toàn bán 4-500 như chiều nay chị bán một cái đây. Xong bắt đầu cái chị khách chị trả vào, chị bảo là chỗ chị bán toàn triệu một con này luôn. Mới toàn triệu một con mà rõ ràng cái chiều nay mình cũng bán mới hơn là mới. Tiếng ngẩn, tiếng ngơ. Đây nhá, đây cái này cũng giống như cái cân nãy này nha các bạn nhá. Này cũng giống như cái đấy, tớ chẳng biết đọc tên đâu. Chịu rồi, cứ kiểm tra cho các bạn này. Quai của nó này, phòng nguyên si luôn nha các bạn nhá. Cái này nó có cái bọc quai này này. Hình như em thấy ở cái giỏ tất hay là giỏ gì ấy. Sau mai em tìm cho một cái đôi bọc như thế này này. Em thấy nó có bọc nhá. Đây, chốt trước là ngon lành hết nha cho các bạn nhá này. Không gãy, không vỡ, không gì hết luôn nha. Đấy. Đây nha. Đấy, chốt chiếc là ngon mạnh hết nha. Con này chẳng làm sao cả luôn nha. Con này cũng hàng hiệu đấy nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã hiệu này. Chốt cho em mã hiệu nha, cực kỳ đẹp luôn nha. Mã hiệu cho em này, xinh cực kỳ luôn. Cũng bán 250 cho các bạn luôn nha. Đấy, bán rẻ luôn này. 250 nha, bạn nào lấy cái này chốt hiệu cho em nha. Người ta bán toàn 5-600, mình toàn 2,5 lít. Cho nó hết. Nhìn cái đồ sơ sinh này thấy chán lắm. Đây, còn cái con này nó hoa huyết huyết như thế này này. Con này thì nó nổi nha các bạn, nó về thay cái chân đi nha các bạn nhá. Nó bị mất một cái chân rồi. Đây này, một cái chân này này. Đóng vào nó ấy nhá các bạn nhá, nó bị mất một cái chân rồi. Hai con như nhau, em thích lấy con nào lấy. Hai con như nhau. Cái này nó bị mất một cái chân rồi nha mọi người nhá. Cái điệu này này, nó bị mất một cái chân rồi này. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má hoa nha. 150 má hoa nha. Chị ghi tên em cái xám 230k vô. Cái xám 230k là cái nào? Cái lúc đầu ngay đấy á. Cái phải cái con. Ủa, con này thơm đấy. Con này đúng không? Con lúc đầu nai này đúng không? Cái hiệu này này đúng không? Có gối đầy gối. Đấy nhá, cái đấy là của bạn Bích Liễu nha, 230 nha. Còn cái này 150 nha. Bạn nào lấy cái này điệu này nha, chốt má hoa cho em 150 má hoa này. Cái này nhá, cái điệu bò này này, ở ngoài nó là bằng vải bò nhá. Đây là cái hiệu của nó này, đấy. Em không biết hiệu gì về hiệu đâu. Đấy, nó cứ ok là được. Đấy, chốt là ngon lành này. Rồi, chốt chiếc con này ngon lành nha, con này cực kỳ mới luôn nha. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má bò cho em, con này cực kỳ mới luôn nha. Chốt chiếc các kiểu là ngon lành luôn. Bạn nào lấy chốt bò cho em này, xinh cực kỳ luôn nha. Má bò cho em nha, 200.000 má bò cho em nha. 200.000 má bò cho em này. Con này cũng vậy luôn nha, con này mới đét luôn này.
Cái điệu này mới đét luôn cho em nha. Con này cũng hiệu gì ấy. Con này hiệu nó còn khắc luôn ở trên cái khóa bấm này của nó luôn này. Chốt chiếc là ngon lành hết nhé mọi người nha. Đây nha. Đấy. Đây này. Cái này nha. 230 nha. Bạn nào lấy cái này chốt đỏ cho em nha. 230 mã đỏ nha. Ngon lành chẳng sao hết đâu. Chỉ có những con nào nó là điệu ngồi ấy thì là nó mới bị bẹp cái ngồi thôi. Còn những cái điệu như thế này nó không có cái ngồi ấy thì nó chẳng sao hết nha. Con này cũng hàng hiệu của nó này các bạn này. Con này cũng hàng hiệu nha. Người ta bán điệu cả mấy trăm nghìn, 300-400 nghìn cái nhưng em bán rẻ. Đây, các bạn nhìn này, đấy, nó toàn, đây là hiệu tiếp này. Em chẳng biết cái này là cái gì luôn, đấy, chỉ biết nó thế này thôi, nó ngoằng này. Rồi nhá, cái này 200 mã đen này. 200 mã đen này, biết nó là những cái gì. Con này nha, chốt chiếc là ngon lành hết nhá mọi người nhá. Cái bỉm này của nó này, à cái tay cầm này của nó vẫn còn phồng nhá mọi người. Vẫn còn phòng nhưng cái con này nó hơi bẩn nhá, về giặt lại cho em nha. Con này nó hơi bẩn về giặt lại nha. Đây nha. Cái con này 150 nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt xám cho em này. Chốt xám cho em 150 nha. Cái cục ngồi này, cục đỡ này nha các bạn nhá. Cái cục đỡ cho bé này, chốt chiếc này kiểu như là đeo ở trên người này này, xong đặt bé lên trên này mình đỡ phải bế ấy. Có nghĩa là mình không phải, mình chỉ giữ thôi chứ mình không còn phải bế nữa nhá. Cái cục ngồi này mới cứng luôn nha mọi người nha. Đây bạn nào lấy con này chốt cho em mã xám nha, 60.000 mã xám này. 60.000 mã xám nha. Cái con này nó đang bị kẹt cái này nha. Tại vì người ta ép kiện nha mọi người. Nó ép kiện cái này là nó bị dẹt xuống này. Xong nó nở ra thì nó mới được nhá. Nói chung là đấy, nó bị như thế nha mọi người nha. Đây cái con này nó cũng có cái đỡ đầu luôn này. Ba lô nhí nhá. Chỉ thấy có đồ chơi thôi, không có ba lô đâu. Kiện này không có ba lô đâu. Đây nha. Cái này nó có cái tay, à cái phòng này bình thường nhưng không sao hết nha. Cái này 150 nhá, bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã lính này, 150 mã lính cho em này. Đấy, về các bạn sửa cái đấy đi là được nhá. Mã lính này. Cái mai cái điệu này để em chụp ảnh cho rồi, chứ cần like này em thấy nó khó lắm, nhìn nó khó lắm. Em chẳng biết nó thế nào. Má lính mã hoa này của bạn Narubi nha. Lính 150, cái chốt đấy nó hơi kẹt nha các bạn nhá. Đây này, về chữa lại cái chốt đấy cho tớ là được nhá. Đấy nó hơi kẹt nha. Nó không, nó thì nó không làm sao hết, nó chỉ bị mỗi cái chốt đấy thôi nha, nó hơi kẹt thôi chứ không làm sao hết nha. Của bạn Narubi này, mã hoa. Hoa là cái từ bao giờ không biết. Đây má hoa của bạn nữa luôn nha. Cái hoa này cũng 150 này. Thích nghi vỏ nữa hả? Cái con này hàng hiệu nhá mọi người nha. Made in Korea, hàng hiệu chuẩn luôn của nó nha các bạn nha. Cái này nó bằng da luôn này, nó khắc hiệu lên. Cái này nó có cục ngồi nhá. Cục ngồi này không làm sao hết luôn nha. Cục ngồi này nó vẫn phồng đều luôn nha, không làm sao hết luôn này. Cái này nó có luôn cả cái đỡ đầu cho bé luôn nha. Có luôn cả cái đỡ đầu này. Đây. Đây, cái tay của nó đây, cái chốt ở đây thì ok luôn nha, không sao hết luôn nha. Con này hàng hiệu con kangaroo ấy mọi người ạ. Đây này. Nó ký hiệu, nó có hàng hiệu này em cũng không biết đọc đâu. Đây này, nó chỉ biết là nó hiệu nó, nhưng mà nó có hình một con kangaroo ở đây nha mọi người nha. Ờ rồi ok. Đây. Xong tí chị cho xem lại cho. Đấy, cái này nhá, bạn nào lấy cái con này nhá, chốt cho em mã hiệu nhá, cục ngồi của nó đều ok hết, không làm sao hết cái này luôn nha mọi người nha, không làm sao hết nha. Cái này bán 250 nhá, bạn nào lấy cái này nhá, chốt mã 250 cho em nha. Mã 250 này, anh bác đưa cái hoa đây cho bạn xem lại.
sao hết luôn nha. Cái này chẳng làm sao hết cả. Được chưa em ơi? Cái điệu nó có lòng hoa lòng hoàng ấy. Cái con này nó lại rít ở đây này, nó bị ép kiện nó ấy này. Ở đây được rồi. Rồi. Rồi ok, đây còn mấy cái chị Nai nốt. Đây nha, cái điệu này nha mọi người nhá, không sao hết nha. Chẳng làm sao hết luôn này. Cái này bán 170 nha mọi người nha. Bà nào lấy cái này chốt mã 170 cho em nha. Cái này này em bảo cái phần này nó bị một tí xước ở đây thôi nha, không làm sao hết nha các bạn nha, bị một tí ở đây này không sao hết. 170 nhá, mã 170 cho em nha. Mã 170. Thích gối ấy. Gối nhưng mà em bảo này nó không phải, nó là cái vỏ gối thôi chứ không có ruột gối. Ruột gối nó chỉ có gối nõn thôi, nó chỉ có ít gối nõn thôi. Đây này, cái con này cũng đẹp lắm nhưng mà nó cái cục ngồi của nó bị méo, nó bị mất cái cục ngồi ở bên trong rồi, nó không có cái cục ngồi hay là nó như thế này em chẳng biết đâu. Nó người ta ép mê, người ta ép nó bị bẹp đi mọi người nhá, nó chẳng làm sao cả luôn nha. Đây, chốt trước của nó đều ngon lành hết nhá mọi người nha. Cái này em bán 150 nhá, bạn nào lấy cái này nhá, chốt cho em mã 150 nha. Về các bạn tự thay này. Này cái quần này mệt lắm. Thôi mọi người ơi, cái điệu này để mai em nai nhá. Để bây giờ đi nai những cái đồ đi. Cái này em thấy lẳng quẳng lắm. Xong mai em chụp ảnh xong nai thì bắt bốc nó hết ra. Hết cả chỗ ngồi. Không, để mai em chụp ảnh nhá. Bạn nào thích mua để mai mua chụp ảnh nhá. Có mềm nhá bạn nhá. Nhiều lắm. Chỗ nai cái mềm nó luôn. Một trông một chất một lúi luôn đấy. Bạn nào thích mua cái này mai em chụp ảnh nhá. Chứ em thấy nó lẳng quẳng lắm. Nó cứ tháo ra lại lắp vào. Đây. Hai con chó này cùng một cái này. Ê, băng nhằn mấy cái gối lõm ở đây cho các bạn này. Khổ lắm, chẳng biết like cái này gì. Đây là chị đi vò đồ cho không phải nai này. Một cái, hai cái là các bạn ấy chán không? Các bạn ấy người thì thích mua cái này, người thì thích mua cái kia. Đây em có một cái kén nhá mọi người nhá. Một cái kén cho bé này, một cái kén ngủ cho bé nhá. Bạn nào lấy cái này chốt cho em mã cốm nha. 25.000 mã cốm cho em nha. 25.000 mã cốm này, cái kén nha. 25.000 mã đây nha. Đây nha, một cái gối lõm hình con cừu nha mọi người này. Một cái gối lõm hình con cừu nha, mặt con cừu này. Ai lấy cái này nha, chốt cho em mã cừu cho em này. Xinh cực kỳ luôn nha. Mã cừu cho em nha mọi người nha. 25.000 mã cừu này. Đây nha, cái này đẹp cực luôn, cũng là gối lõm này. Cái này sạch tinh luôn nha, mới cứng luôn này. Bà nào lấy cái này chốt cho em mã mới nha. Đẹp cực kỳ luôn nha mọi người nha. Mã mới cho em này, 30.000 mã mới này. Mọi người phải hỏi cái gối này không? Em chỉ thấy có cái gối này thôi chứ em còn không biết có cái gối nào đâu. Chỉ thấy có gối này thôi, mới lại vỏ gối này, vỏ gối nhiều lắm. Cái này mã gấu cho em này, 25.000 mã gấu này. Cái này 30.000 mã vàng này. Cái này mã gối cho em nha. Mã gối cho em này, 30.000 mã gối này. Phải mọi người hỏi cái này không? Mã mới của Trang Hoài Anh này, 30.000 này. Phải hỏi cái đấy không em? Chẳng biết. Có cả những cái gối này thích lắm này, cái gối này cho con gái này, nhà bạn nào có con gái nhá, cái gối nõm này nó nhỏ cho dành cho bé sơ sinh nha mọi người, cái nó hình như hình cái mây ấy nhá. Ai lấy cái này nhá, chốt cho em mã mây này, 30.000 mã mây nha, cực kỳ đẹp luôn, chất không đẹp không lấy tiền luôn nha, 30.000 mã mây nha. Gấu. Gấu này của Thư này, 30.000 của Thư này, Nguyễn Thư này. Cái này là gối chặn này.
Cái này là gối chặn hai bên nha, nhưng cái này nó hơi bẩn một tí, về các bạn giặt lại cho em nha. Đây, cái này giặt là được nha mọi người, cứ ngâm nước nóng với lại bột giặt là được nha, là sạch tinh luôn nha. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má hồng nha. Má hồng cho em này, 20.000 má hồng này. Cái này nhá, nó có nam châm nó hút ở dưới này này các bạn này, đấy. Cái này chống giật mình cái gì đây này, vừa gối vừa ấy luôn, vừa gối vừa chặn luôn này. 30.000 má gấu cho em nha. 30.000 má gấu cho em nha. Bạn nào thích nai vỏ gối không? Vỏ gối nhiều lắm. Không phải gấu đấy á. Thế gấu này à? Để cho con gấu này này. Con gấu này đúng không? 30.000. Em thấy có mấy cái khăn xô này, khăn mặt đây này. Khăn xô, khăn mặt thì thế này mọi người này. Không, cái này có mấy cái thôi. 3 cái này, 4 cái này. 5.000 một cái nha các bạn nhá. Cái khăn này 5.000 một cái nhá. Cái này 4 cái 20.000 này. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má 20 này. Má 20 nha. Má 20 cho em này. Nhà bạn nào có những cái ruột hay là những cái ấy lồng nhá, có em có rất nhiều cái vỏ gối như thế này nhá mọi người nhá. Cái ruột đấy nhá mọi người nhá. Cái này nhá, 15.000 này, bạn nào lấy cái này nhá, chốt cho em má gối này. 15.000 má gối này. Cái ruột này nhá, đây này, khóa kiếp của nó đều ngon lành hết, không có sao hết nhá. Đây. Rồi, khăn xô này cho Trang Hoài Anh này. 20.000. Trần Ngân trước. Ồ, chốt cho Trần Ngân nha, Trần Ngân trước này. Cái vỏ gối này nhá, bạn nào lấy cái này nhá, chốt cho em mã sâu này, mã sâu cho em nha. 20.000 mã sâu này. 20.000 mã mèo cho em này. Có nhiều lắm. Chẳng biết các bạn thích cái gì luôn ấy. Thôi em sang cái khác nhá. Đùa này này, chán đời thật. Kiểu dưng hôm hớp đi mở ra rồi bây giờ đúng chán đời thật. Hả? Mô tín. Đây em lên nha cái này nha các bạn nha. Cái này nó là cái choàng đó mọi người. Tại chẳng nai đồ sơ sinh bao giờ chúng ta không biết đâu. Đây này, những cái choàng cho bé này. Chắc là tắm xong người sâu của Trang Hoài Anh này. Cái này đẹp lắm, mới rồi mới luôn. 20.000 gì nhở, cái này mới lắm nhá. Những cái này có phải là cái choàng không mọi người? Em chẳng biết nó là cái gì đâu, em thấy nó có nhiều cái này lắm. Khăn xô á, khăn xô của bạn Trần Ngân rồi. Sau tí chị tìm xem còn không. Đây nha, cái này là cái gì hả mọi người? Phải cái choàng tắm xong rồi choàng vào người không? Không phải đâu, cái này ốm đi ra ngoài. Không phải ốm gì, háo hai bên thế này. Quấn. Không phải đâu. Tại chẳng hôm nay, bạn nào bán đồ sơ sinh biết cái này là gì không? Em chẳng biết nó là cái gì đâu. Nhưng mà hình như cái này nó là cái khăn, để em đoán là cái khăn ấy, tắm xong bắt đầu ổn vào người cho bé. Choàng thấy không? Ổn vào người cho bé nhá. Cái này nó thấm nước này này, đẹp cực luôn nha. Cái này của con gái này, bạn nào lấy cái này chốt cho em má cá cho em nha. Má cá cho em này, 45.000 má cá cho em nha. 45.000 má cá cho em nha. Chỉ có nai này đâu giờ đâu mà chị biết, chị không biết một cái gì hết luôn. 45.000 má cá này. Đây, cái này nữa này, to đùng luôn nha. Cái này là quán trai. Này, to đùng luôn nha mọi người nha. Đấy, xinh cực kỳ luôn này. Hình con gì này, rất là mới luôn nha. Những cái này mới lắm nhá, không có bẩn đâu nha mọi người nhá. Cái này nó có buộc dây ở cổ này, nó có dây rút ở đây nha mọi người nhá. Đấy, choàng mọi người cho bé không buộc vào. Cái này to đùng luôn. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má xanh nha. 45.000 má xanh nha. 45.000 má xanh này. Không ai thích cái này à? Cái này là cái chiếu chống thấm nhá mọi người nhá, chống trượt, chống trơn đấy. Đây này, cái mặt này của nó không bị trượt được này. Cái mặt này không trượt được. Chắc là chiếu chơi rồi thảm chơi chẳng chiếc gì đây này. Hình con gấu á. Hình con nậm, con gấu đang ngủ này. Đây nha, cái này nó rộng lắm nha. Có một tí bẩn đây, về vò lại cho em nha. Đây này, có một tí đây nha, về vò lại cho em. Cái này rộng nha mọi người nha, nó dài lắm.
Đây, rất là dài, cái này cái chống trượt thế sao? Bạn nào lấy cái này nhá, chốt gấu cho em này, chốt cho em mã gấu nhá, nó hơi bẩn tí, về giặt lại cho em nha. Mã gấu cho em nha, 40.000 mã gấu này. Thấy người ta toàn bán mấy chục nghìn cái nhưng em chẳng biết là bán 40.000. Nó to lắm. Đây là những cái khăn xô nha mọi người nhá. Những cái khăn xô tắm xong ủm vào người cho bé này. Vừa làm ủm được, vừa làm kén được. Cái này làm gì cũng được luôn nha. Nó là như một cái khăn xô ấy. Đây là chất của nó là chất xô nha mọi người nhá. Đấy, to đùng luôn nha. Cái này nhá, 45.000 nha. Ai lấy chốt hiêu cho em này. To đùng luôn, 45.000 mái hiêu cho em. Khăn xô, khăn tắm, khăn ủm, khăn gì cũng được. Cái này làm gì cũng được. Má xô này. Cái này mới đét luôn nha mọi người nhá. Cái này là cái gì hả mọi người ơi? Đấy. Cái này nhá, nó có cái này này. Đấy. Em thấy nó có cái này này. Nhưng mà cái mặt đằng này là mặt, cái này là chiều chống thấm nhá. Cái mặt này là nó, kể cả bé có đi tè ra ấy, nó cũng không bị thấm xuống. Tại vì cái mặt này nó là bằng gì ấy, nó không thể thấm được xuống dưới nhá. Gọi chiều chống thấm này. Mới tinh con này luôn nha mọi người nha. Cái này mới cứng luôn nha, to đùng mà mới cứng luôn. Đầy điệu mai chụp ảnh nha. Điệu mai chụp ảnh nha bạn nhá. Đấy, cái này rất là to luôn nha. Bạn nào lấy cái này chốt cho em mã gấu nha. 80.000 mã gấu này, mới cứng luôn nha. Cái này chiếu đái ấy chú. Gấu 40 mình chốt. Gấu này gì không biết. À đây. Gấu là cái này nó hơi bẩn, về giặt lại cho em nha. Rồi cái này chốt cho bạn Sing Super này. Xin super 40.000 inbox qua cho em nha. Cái này này đẹp lắm. Bạn nhà bạn nào mới cứng luôn. Cái này người ta chưa có dùng đâu. Nhà bạn nào ấy thì lấy cái này này, chống thấm nha. Chống thấm cho bé. 80.000 nha. 80.000 là mã gấu à. Cái gấu này có Trần Ngân này. 80.000 này. Cái chân này nhá, nó mát rượi luôn, sờ vào tay nhá, mát rượi luôn. Cái mặt này của nó này thì lại là cái mặt như kiểu như cái khăn mình vẫn hay lau cho con tắm ấy, đấy. Cái này vừa làm khăn tắm, vừa làm khăn ủm, vừa gì được hết luôn nha. Đây, mới đét luôn nha, con này mới đét luôn. Hình hình con chó, con cáo, con gì đây này. Đấy, cái này 45.000 nha, mới tinh luôn. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má chó nha. 45.000 má chó, mới cứng luôn. Thơm phức luôn, thơm như mùi nữ hoa ấy. Cái này phơi thơm hay không? Cái này là cái thảm chơi cho bé này, hay giải giường cho bé cũng được nhá. Đây này, cái mặt của nó làm như thế này này, mọi người, nó cứ sần lên như thế này nhá. Rồi 80 chốt cho em rồi. Cái này rộng nhá. Tám mươi nhá, một chiều 80, một chiều mét 2, mét 4 gì đấy. Chó của chị tươi hay cười này, 45.000 này, mới cứng luôn nha. Cái này nha, một chiều của nó là 80 này, một chiều của nó xem nào. Mét 2, một chiều 80, một chiều mét 2, 45. Đấy nha, cái thảm chơi này, bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má thảm này. Má thảm cho em nha. 60.000 má thảm nha. 60.000 má thảm, cái này cho con trai chơi nha, tận hình con chó thôi. 60.000 má thảm nha. Những cái ủm cho bé này. Đây nha, những cái ủm cho bé này. Bà nào có bé sắp đẻ này, hay là bé đẻ rồi, dùng được hết. Cái này vừa làm ủm vừa làm ấy đều được hết nha. Cái này nó có một tí bẩn ở đây nha. Tại vì đồ sơ sinh thì không thể tránh được những cái bẩn rồi. Nhưng mà cái bẩn này mờ lắm, bé tí 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 luôn. Bạn nào giặt nhẹ cái này sạch luôn. Cái này sạch, dễ sạch lắm. Chó của Trần Ngân nha, 60.000 nha. Cái này đẹp cực luôn nha. Ai lấy cái này chốt cho em má vàng nha. Mới tinh luôn. Má vàng cho em chỉ một tí bẩn mờ đấy, về các bạn giặt lại là được nha. Má vàng cho em nha. 35.000 má vàng này. Một cái chiếu chống thấm cho bé tiếp này. Đây nha. Cái này là chiếu chống thấm. Mặt này là mặt chống thấm này. Đây, còn cái mặt này là mặt trên cho bé này. To lắm nha. 80 nha. Một chiều 80, chiều 1 mét nha. Một chiều 80, một chiều 1 mét này. Con này sạch tinh, mới cứng luôn nha, chẳng làm sao hết nha. Hình như cái này nó còn có cả cái thước đo, một bề đầu là thước đo nha các bạn nha. Đây này. Một cái đầu này nó là thước đo cho bé luôn nha mọi người nhá. Rồi cái này của chị tươi này, cái vàng của chị tươi 35.000, có một chấm nhỏ bẩn đấy, về giặt nhẹ cái này hết luôn nha. Rồi bạn nào lấy cái thảm này nhá, chốt cho em mã
Má gấu nha, má gấu cho em mới cứng luôn. Má gấu cho em này. 55.000 má gấu cho em này. Đẹp cực luôn. 55.000 má gấu mới cứng luôn nha mọi người nha. Con này 35. 55.000 má gấu này. Một cái choàng tắm cho bé này, tắm xong thì choàng cho bé nha. Tắm xong thì choàng cho bé con Mickey này. Con Mickey nha. Cái này bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má chuột cho em nha. 40.000 má chuột đi, bán rẻ đi này. 40.000 má chuột nha. Tại vì nhiều cái này lắm. Rồi gấu của Thư này. Vừa có con này bao tiền? 55.000 à? 55.000 của Nguyễn Thư này. Vừa khăn tắm vừa ấy được hết nha. Khăn tắm rồi là khăn quấn rồi kén kiếp các kiểu được hết luôn nha mọi người nha. Con này có tí bẩn ở đây về giặt nha mọi người nha. Về giặt lại cho em, nó mờ lắm. Nói chung là rất nhiều mờ luôn này. Cái này 25.000 nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má gấu 2 năm này. Má gấu 2 năm cho em nha. Má gấu 2 năm này. Có một cái chăn nha, chăn cho bé này, dày thả mà không phải dày đâu, nói chung là đắt mùa này là ok luôn nha. Cái này hàng hiệu nha mọi người nha, nó có bèo ở đây này. Cái này vừa làm chăn cho bé này, vừa làm cái ủng kén đó bạn ơi, có độc có mấy cái. Cái này nha, cái này nó bèo này, đấy. Vừa làm ủm vừa làm chăn được cho bé ra ngoài được nhá. Cái này nó có cái dây này, các bạn ủm vào đây, các bạn buộc vào đây nha, đấy. Buộc vào đây nha. Còn mấy cái kén đây, 20.000 cái thì cho nó nhanh hết. Không bán được cái đồ này, tôi không bán được cái đồ này. Con này nó là hàng hiệu nha, cực kỳ đẹp luôn, mới nha. Đi bên xem nó có bẩn không nha, rất mới luôn. Cái này thì độ mới không thể chê được rồi. À đây có một tí bẩn đây, về vò lại là được. Cái bò bẩn bẩn này vò là sạch nha. Cứ ngâm nước nóng với bột xà phòng cho em là sạch hết nha. Đây nha, chỗ này này nó có một tí đây. Nó bẩn, nó không phải là bẩn hẳn một cái vòng này đâu. Nó chỉ là một cái vòng tròn, nó quấn. Nói chung nó chỉ bẩn là cái viền. Nói chung là đá vẫn là một hình tròn nên nó chỉ bẩn là viền như này thôi. Chứ không phải là bẩn hết cả một cái to như thế này đâu nha. Rồi cái chân này bạn nào lấy cái này chốt cho em, má bèo cho em nha. Xinh cực kỳ luôn nha. Ấm tha hồ luôn này. Má bèo cho em, cái này làm được rất chi là nhiều kiểu luôn. Má bèo cho em này. Kéo khóa hình như không có đâu, cái kiện điều trị không có khóa đâu. Má bèo cho em nha. 50.000 má bèo này. Không có cái đấy đâu em ơi, nó độc có cái, có độc có mấy cái lúc chị dơ đấy thôi, không có khóa kéo đâu. Cái kém này nó chỉ có như thế này thôi. Nó chỉ là cái dán thế này thôi em ơi, chỉ là dán này thôi. 20.000 cái nhá, bạn nào lấy thì chốt nha. Đây có độc mấy cái này. Cái này là cái túi nha. Cái túi ngủ này nha, 35.000 nha, má túi này. 35.000 má túi này. Cái kén này thì chốt cho em má sọc này. Má sọc này. Cái này thì là má ong này. Đấy, nó toàn là kén dán như này thôi nha. Má ong này. Có đâu có mấy cái thôi, kiện này không có kén. Kiện này không có kén mà. Một cái chăn, một cái ủm, một cái tã này. Cái này có thể làm được nhiều cái nhá. Các bạn tiện cái gì thì làm cái đấy nha. Đây. Tiện cái gì thì làm cái đấy này. Cái này nha, 35.000 má gấu cho em nha. 35.000 má gấu ạ. 35.000 má gấu này. Cái này cũng thế luôn, giống y thế luôn nha. Cái này 35.000 nha. Cái này bẩn tí đây rồi. Bẩn có một chấm nhỏ đây nha, về giặt lại cho em này. Bà nào lấy cái này nha, chốt cho em mã lỗi này. 20.000 mã lỗi cho em nha. 20.000 mã lỗi này. Ôi em nhiều cái này thế mà các bạn không thích à. Nhiều cái gì ấy nhở. Nhiều nhiều cái như cái chân á. Đây này. Tí chị gửi ảnh qua xem cho chị chụp hết rồi mà, tí chị gửi ảnh nha. Cái này nhá, cái choàng tắm cho bé này, tắm xong choàng người hình này nhá, hình robot này, ai lấy cái này chốt robot cho em nha. 40.000 má robot này. Má robot nha. Em có một ít cái này này, em không hiểu nó là cái gì đâu. Đây này. Chỉ là rộng luôn. Này. Chẳng biết nó là cái gì này mọi người nha. To đùng luôn. Chân. Không phải chân. Nhưng mà nó không dày đâu, cái này nó mỏng lắm, không biết nó là cái gì nhá. Đây, nó to lắm luôn nha.
Bà nào lấy cái này chốt cho em mã gấu cho em nha. 4-5 nghìn mã gấu to đùng luôn đấy. Chẳng biết nó là cái gì. Mã gấu cho em này. Các bạn nào hay mua đồ thì các bạn biết, chứ còn em không biết đâu. Mã gấu cho em 40 nghìn mã gấu. Đấy, rất nhiều những cái này luôn này. 40 nghìn mã tím cho em này. Cái này má heo nha. Má heo nha mọi người nha. Đấy, nó dính vào đây này. Đấy, ôm bé vào nhà như này nó vừa không bị lạnh đầu, vừa không bị ấy luôn nha. Và lấy cái này chốt cho em má heo này. 40 nghìn má heo này. Mọi người cần xem cái gì? Còn xem gì báo em đi. Chứ chẳng biết like cái gì luôn đấy. Like chẳng thấy mọi người chọn được. Hay lại like sang quần bò bỉm nhá. Like từng cái một nhá. Cái quần bò bỉm này size cho bé nào mà khoảng độ tầm 13-14 cân đổ xuống nhá mọi người nhá. 13-14 cân đổ xuống mang về cái quần bò bỉm này nhá. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má cú này. Má cú cho em nha. Cái này mới cứng luôn này. Má cú nha. 25 nghìn má cú cho em này. 25 nghìn má cú nha. Cái này thì dán nhá mọi người nhá. Thảm trông thấm má còn sao. Nhưng mà tớ cứ xếp nó chồng chất lên nhau ấy. Đây. Bà đây đây. Hình con ngựa nhá. Đây nha, cái thảm chống thấm này hình con ngựa nhá. Đằng trước con ngựa này, đằng sau đây. Đấy. Cái này nhá, bạn nào lấy cái này chốt cho em má ngựa nha. Má ngựa cho em này, 40 nghìn má ngựa này. 40 nghìn má ngựa nha. Cái quần này cho bé khoảng độ tầm 12-13 kg mang vừa nha, mới tinh luôn nha. Bạn nào lấy cái này chốt khỉ cho em này, 25 nghìn má khỉ nha. Đây, những cái này toàn 13-14 cân đổ xuống mang vừa nha. Má cam cho em này, 25 nghìn má cam này, mới tinh luôn nha. Cái này cho bé 10 cân nha các bạn nhá. 10 cân, 11 cân mang vừa này. 10-11 cân mang vừa nhá, mới tinh luôn nha mọi người nha. Bạn nào lấy cái này chốt má mới cho em, 25 nghìn má mới này, bán rẻ. Con này má vịt này, 11 cân mang vừa má vịt cho em. Đây toàn là quần bò bỉm hết nhé mọi người nhé. 25 nghìn nhé. Vừa nay thầy chán thật. 13-14 kg mang vừa cái này nhá. Má cú cho em này, 25 nghìn má cú này, mới cứng luôn này. Cái này phải 15 cân mang vừa má gà này. Gà lớn, gà bé, gà nhỏ, gà con này, gà con nữa này. Cái này thì ô tô nha. 10-12 cân mang vừa má ô tô cho em nha. 25 nghìn má ô tô này. Ô, mọi người không chốt là cái gì à? Hay là bị ẩn hết rồi không biết. Hay là không thích. Chẳng biết like gì luôn. Chẳng biết mọi người thích cái gì để like nữa ấy. Chẳng còn chẳng biết like cái gì để like. Chẳng thấy chốt được những cái chân cái chiếc này ấy. Không thấy các bạn chốt được nên ra em chẳng biết like cái gì. Alo bán hết rồi làm gì còn con nào. Alo giờ bán hết rồi chẳng còn con nào luôn này. Hết sạch rồi. Cái này 40 nghìn này. Ai lấy cái này chốt má công chúa cho em nha. Má công chúa cho em này. Thôi bác ấy xách cái gió mũ ra để like không có ai mua được gì. Không mua nghỉ thì chán lắm rồi. Like này chán lắm. Rồi nha em, nai mũ nha mọi người nha. Nai mũ này. Cái này nha cho bé nào mà tầm 12 cân nha các bạn nhá. Như vòng đầu 50 phải. Con này hàng hiệu của Disney nha. Vòng đầu 50 này.
Cái này cho bé khoảng độ tầm 12 cân, đủ lại là đội vừa nhá. Ai lấy cái này nhá, chốt xanh cho em này, 20.000 má xanh nha. Cái này xinh lắm này. Nhưng cái này là người ta ép kiện ấy, thế đâm ra là nó đang bị nát ra thôi. Các bạn về ấy ra cho bé một. Cái này nha các bạn, về ấy ra cho bé là nó khắc phẳng ra nha mọi người nha. Chẳng qua nó giặt ra ấy là nó khắc phẳng ra luôn nha. Xanh tốt cho Thúy Bùi này. Xanh của Thúy Bùi nha. 20.000. Cái 20.000. Cái này nha, cho bé khoảng độ tầm 13-14kg nha các bạn nhá. 13-14kg mang vừa cái mũ này nhá. Bà nào lấy cái này nhá, chốt cho em má mũ này. Má mũ nha, đẹp cực luôn này. Má mũ cho em nha, 30.000 má mũ. Cái này đẹp lắm, mới cứng luôn bên trong này. Các bạn nhìn nó mới tét luôn nha. 30.000 má mũ. Rồi con này hàng hiệu nha mọi người nha. Con này hàng hiệu này, con này size cho bé khoảng độ tầm con này vòng đầu 52 nha. Con này vòng đầu 52 này, mới cứng luôn nha, chưa có đội luôn nha. Bà nào lấy cái này chốt gấu cho em nha. 35.000 má gấu cho em, mới đét luôn. 35.000 má gấu cho em nha. Rồi má mũ này của bạn Nazubi nha. Bạn Nazubi này, cái này 35.000 nha. Cái này 30 chú. 35.000 mới cứng luôn, chưa có đội luôn nha. Vòng đầu 52 hàng hiệu luôn này. Bà nào lấy cái này chốt gấu cho em nha. Bánh bèo cho con gái sơ sinh này. Sơ sinh nha, mũ sơ sinh bánh bèo màu hồng này. Bà nào lấy cái này chốt hồng cho em nha. 30.000 má hồng này. Má gấu của Trang Hoài Anh này, 35.000 này. Mũ cho bé sơ sinh nha mọi người nha, xinh cực kỳ luôn này. 30.000 nha, bà nào lấy cái này chốt cho em má xinh nha. 30.000 má xinh này. Cái này cho bé nào mà khoảng độ tầm vòng đầu 50 hàng hiệu này. Con này vòng đầu 50 nha, hàng hiệu nha. Bà nào lấy cái này nha, chốt cho em má hiệu này. Đã vừa hàng hiệu lại còn có Paris luôn nha. Bà nào lấy cái này chốt hiệu cho em nha. 25.000 nha. Bà nào lấy cái này chốt hiệu cho em. 25.000 má hiệu này. Xinh, xinh là cái gì không biết. Cái này à? Xinh này của Thúy Bùi nha. 30.000 này. Này, đồ đẹp dã man này luôn nha mọi người nhá. Xinh không? Mới tinh luôn. Con này vòng đầu 46 nha. Của Angabang nha. Con này hiệu Angabang này, vòng đầu 46 nha, đẹp cực kỳ luôn. Xô nha, xô đục lỗ nha mọi người nhá. Máy này là xô đục lỗ này. Đẹp lắm luôn nha. Ai lấy cái này chốt cho em má đẹp cho em nha này, xinh cực kỳ luôn. 35.000 má đẹp, quá rẻ luôn. Về các bạn bán mới cứng luôn nha. Về các bạn bán lại còn được 45.000 một cái này, ít gì đâu. Rồi cái hiệu này của Trang Hoài Anh này, 25.000. Đấy, bà nào lấy cái này chốt cho em má đẹp nha. Con này quá đẹp luôn, đẹp cực luôn. Hiệu Angabang nha. Bà nào mà muốn mua mũ sơ sinh đầy luôn nha các bạn nha, nhiều lắm. Alo đâu, alo đấy bán rồi. Mà bạn đấy hôm nay không thấy vào xem này này, chẳng biết là làm sao mà đủ đơn. Rồi má đẹp là của Thúy Bùi nha. 35.000. Cái gì nhờ, mai bạn kia hôm nay không thấy bạn vào chốt cái gì cho tí tớ hỏi bạn ấy mà không gửi thì sau Thúy Bùi có lấy tớ để cho này. 6 xem nào. Con này nó là mới cứng luôn nha. Con alo lắc này mới cứng luôn, size 90 này, bạn nào lấy thì tớ để cho này, sau tớ để cho đẹp cực luôn này. Có một bạn bán chốt bạn gì ấy nhưng mà không thấy bạn ấy mua gì thêm, thì nếu mà không ai lấy sao tớ để cho. 60.000 nha. Này, quá rẻ luôn. Hôm nay tớ hỏi một chị, tớ chẳng bán alo bao giờ. Tớ hỏi một chị bảo là nếu mà cái con này mà mới ấy thì phải bán được khoảng độ tầm 80-90.000. Thế nhưng mà tớ bán 60.000 này. Không biết ở đây là mai bạn đấy, tớ hỏi lại bạn đấy x mà. Hỏi bạn đấy không lấy thì tớ mới bán thôi, chứ không bán x rồi mà bây giờ mà mang ra bán thì sau mai bà chửi chết. Ôi cái kiểu đây cái kiểu gì thế này. Mũ này yêu không mọi người ơi, này vừa chống nắng được vậy còn vừa ấy được luôn nha. Đấy, đẹp ơi là đẹp luôn, điệu đà này mà. Con này hàng của Mỹ nha, chuẩn hàng Mỹ này, made in USA, USA này. Đấy, hàng của Mỹ nha. Đấy, xinh cực luôn. Cái này cho bé nào khoảng độ tầm hơn 1 tuổi nhá mọi người nha. Cái này hơn 1 tuổi tầm 12-13kg là đội vừa nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má Mỹ này, đẹp lắm.
Má Mỹ cho em nha, xinh ơi xinh luôn. Má Mỹ này, 30.000 má Mỹ này. Ôi Mai, bây giờ không dám chốt. Giờ chẳng dám chốt cho ai cả. Má Mỹ nha. Ở đây là một đống alo này, là cái này của ai nhỉ? Cái này má gấu nhá, con này nó bẩn tí đây. Về các bạn vò xà phòng nhẹ cái này nó sạch nhá. Má gấu cho em 25.000 má gấu cho em nha. Ờ rồi ok. Nhưng mà hôm chiều nay chị có úp ảnh rồi, khách lại ít hết rồi còn đâu. Mai khách không đấy thì chị mới bán thôi. Rồi con này hàng Blue Dog này, hiệu Blue Dog nha. Cái này cho bé khoảng vòng đầu 46 thôi này. Hiệu Blue Dog nha. Con này nó hơi bẩn tí đây. Cái bẩn này là nó do ấy, là người ta ép kiện nó bẩn thôi chứ không phải ố gì hết. Về giặt đi là mới tinh luôn nha. Ai đấy cái này chốt cho em má sao nha. Má sao 30.000 má sao cho em nha. 30.000 má sao nha. Ôi để mai hỏi các bà đấy, không lấy thì tớ mới để cho các bạn được nhá. Không bây giờ mà để xong bán cho các bạn đấy. Ô các bà ấy chửi chết. Này yêu quá này, cái mũ con gái này xinh dã man liền luôn nha. Cái đây vòng đầu 46 nha. Hiệu Angabang này, xinh quá này. 30.000 má xinh cho em nha. 30.000 má xinh cho em. Có quần bò bím nha, đang ế hết cả quần bò bím nên này chẳng ai mua. Này đẹp vừa này. Trời ơi toàn đồ mũ bánh bèo này. Má sao của Trang Hoài Anh này, 30.000 này. Rồi con này hàng hiệu này, vòng đầu 46 này. Vòng đầu 46 nha. Xinh của Thúy Bùi này, 30.000 này. Mới tinh luôn nha. Con này đẹp lắm, chất ở ngoài nó mềm rủ đẹp cực luôn. 30.000 này, bà nào lấy cái này nha, chốt cho em má hoa. Đẹp cực luôn. Vòng đầu 46, 30.000 má hoa. Bé trai còn bỏ bìm bé trai bé gái ở Nguyễn Hương ơi. Bán chẳng ai mua đây. Con này 13 cân này. Thế hả? À, quần bò bìm này nhá, 10 đến 13 cân mang vừa má ô tô cho em. 25.000 má ô tô cho em này. Con này hiệu Blue Rock này. Lại còn có cả sừng chó luôn nha các bạn nhá. Này. Đấy. Hiệu Blue Rock nhá, sừng chó luôn này. Con này vòng đầu 44 nhá. Vòng đầu 44 mới tinh luôn nha. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má hiệu nha, mới cứng luôn. Má hiệu cho em này. 25.000 má hiệu cho em nha. Em ít cái choàng điệu alo rồi nha chị. Cái choàng điệu alo đấy tớ bán trên live rồi. Tớ chẳng biết là chiều nay bạn nào bạn ấy ít ấy, xong bắt đầu đến lúc tớ trả lời lại bạn ấy là tớ bán 90.000 cái choàng điệu alo đấy. Thì bạn đấy lại xóa tin nhắn đi, xóa cái bình luận đấy đi. Thế là tớ vừa bán trên live rồi, chẳng biết bán cho ai ấy, chẳng nhớ luôn. Hình như bán cho Trần Ngân hay sao ấy. Cái choàng điệu alo lắc cái kìa, con alo cái kìa. Tớ có biết đâu, giỏi cứ ích cứ đăng lên phát ai mua bán hết luôn đi. Rồi một cái mũ bèo xinh nha, này cái này nó hở đầu như này nha, nó bèo bèo này rất là xinh luôn này. Đẹp cực kỳ luôn, mới tinh tình luôn cái bà này luôn nha. Ai đến này chốt cho em má mới nha. Này, đẹp cực luôn. Má mới 30.000 cho em má mới nha. Má mới 30.000 này. Ôi nón sơ sinh mới đẻ này, yêu không? Nón sơ sinh mới đẻ nha. 25.000 má lợn này, má lợn. Choàng cá sấu chưa bán. Bạn có lấy tớ đẻ cho 45.000 choàng cá sấu đấy. Chưa bán. Bạn nào muốn mua mũ sơ sinh không? Tớ nhiều lắm. Bây giờ các bạn toàn thấy mua mũ ấy thôi. Đích mua mũ sơ sinh thế này. Cái này cho bé ấy này. Vòng đầu 46 này. Angabang, hiệu Angabang nha. Vòng đầu 46 hiệu Angabang nha. 30.000 ai lấy cái này nha. Chốt cho em má nhí cho em nha. Má nhí cho em này. Đẹp cực kỳ luôn. Ơi chào bạn nha. 45.000. 45.000 nhé bạn ơi. 45.000. Đây.
Con này đội được hai mặt nhá, bạn nào muốn hoa thì hoa và muốn hồng thì hồng nhá. Cái này dành cho bé lớn rồi, bé khoảng độ tầm 12 13 kg rồi nhá. 12 13 kg mang vừa cái mũ này nhá, bạn nào lấy cái này nhá. Này, dưới này nó còn hai cái quả đấy này. Bạn nào lấy cái này nhá, chốt cho em má mũ này, 30.000 má mũ nhá. Ờ rồi, okay. Cái trò con cá sấu đến giờ nó không biết nó đo nó giúp ở chỗ nào cơ. Sau mai chị tìm cho inbox qua nha, sau mai chị tìm cho. Toàn mũ bèo như thế này mà ế này. Con này size 100 nha, phải size 100 hay vòng đầu 100 không biết. À đâu đây là 100%, đúng mắt tét hết rồi. Khổ thế này. Ờ, cái này nha, dành cho bé sơ sinh nha các bạn nha. Dành cho bé sơ sinh khoảng độ tầm 3-4 tháng gì đấy là đội được cái này nhá. Bạn nào lấy con này nha, chốt trắng cho em này, 30.000 má trắng này, mới tinh luôn nha. Má trắng này. Một cái mũ thằng khỉ này, một cái mũ này mới thế. Con này vòng đầu 46 nha, má khỉ cho em mới cứng luôn này, 35.000 má khỉ cho em mới cứng luôn nha. Má khỉ, inbox qua cho chị nha, chị không nhớ đâu. Má khỉ nha, 35.000 má khỉ cho em nha. Còn cái gì thế này, béo giạt mây trôi thế này. Toàn đồ sơ sinh thế này. Thôi em nói thật mà từ sau em cạch cái món sơ sinh này. Không có duyên. Không bán nổi. Rồi cái con này dành cho bé khoảng tầm 12-13 kg nha các bạn nha. Đẹp lắm này. 12-13 kg mang vừa cái nón này nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má nen này. Đẹp quá này. 35.000 má nen cho em nha. 35.000 má nen. Còn tất thế này nữa. Tất mới trả tài. Cứ hàm hố. Má khỉ. Ôi. Bạn nào có đơn inbox qua cho tớ nhé mọi người nha. Bạn nào cần đồ sơ sinh không? Trời ơi em nhiều đồ sơ sinh nó thế này. Cái chổng cái sơn đấy. Mũ này cái này hàng hiệu của Gimbori nha các bạn nha. Size 3 đến 6 măng thôi này. Lậu Gimbori.